Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer để setup cho một góc gaming, một góc làm việc được tối giản, được gọn gàng nhất có thể. Mọi người hay nhắm tới đó là sử dụng những cái mẫu chuột không dây. Nếu như nhu cầu thực sự đơn giản thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cái mẫu chuột không dây trị giá khoảng 100 đến 200 nghìn. Tuy nhiên, đối với chúng ta là những game thủ hoặc là những người sử dụng chuột với cái cường độ cao, chúng ta nên cân nhắc một chút để lựa chọn những cái mẫu chuột không dây sao cho phù hợp nhất. Và vì thế ở trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến một số những mẫu chuột không dây được mình đánh giá là có P trên P ở trong phân khúc giá là cực kỳ tốt để các bạn có thể cân nhắc và chọn mua. Đầu tiên thì mình sẽ nói về em chuột có cái mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ khoảng hơn 500.000 đồng thôi. Thì đây là em chuột DUM901 Gemini Queen, con màu hồng cực kỳ nam tính. Và mình sẽ nói sơ qua một chút về cái cách đóng hộp của em nó. Thì đây, các bạn nhìn sơ qua sản phẩm thì đây là một cách đóng hộp tương đối phổ biến đến từ DU. Tức là DU là một hãng sản xuất những đồ thiết bị gaming dành cho game thủ có túi tiền hơi eo hẹp một chút. Tuy nhiên, cái cách đóng hộp của họ cũng được mình đánh giá khá là tốt. Thì đây là cách đóng hộp của em nó. Và khi mở ra bên trong, chúng ta sẽ có ở đây là một chiếc receiver. Thì là chuột không dây mà được kết nối thông qua wireless nên chúng ta sẽ có giữ lại một receiver. Một cái túi, ở đây cái túi này mình đã nghĩ là được giả ra thôi. Sẽ có logo của DU và bên trong sẽ là một em chuột. Đây, là em chuột. Và sẽ không đi theo kèm pin bởi vì pin của em DUM901 đây đã sử dụng được tích hợp sẵn rồi. Và vì thế chúng ta sẽ có thêm được một cổng đó là USB Type-C nữa. Em chuột này không phải dùng micro đâu, USB Type-C đấy. Nếu như các bạn thích thì các bạn hoàn toàn có thể biến em này trở thành một con chuột có dây bằng cách cắm trực tiếp cổng USB Type-C vào. Và nếu như các bạn chỉ có nhu cầu để sạc thôi thì thời gian sạc em này sẽ rơi khoảng loanh quanh 3 tiếng đồng hồ là có thể sạc đầy em nó rồi. Tức là 3 tiếng các bạn cắm vào cổng USB Type ở trên máy tính cộng 5V 1A, công suất khoảng 5W thì sẽ mất khoảng 3 tiếng để có thể sạc đầy được em nó. Và bây giờ mình sẽ nói tiên một chút về em DU này. Đầu tiên thì là về phần thiết kế đi, bởi vì không có lắp pin thế nên toàn bộ em nó sẽ có cấu tạo gọi là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Khi các bạn di các bạn sẽ không thấy cái phần ọp ẹp, và mình nhìn lướt qua thì mình cũng không thấy cái phần nhựa thừa. Về mức độ hoàn thiện ở trong tầm giá 500.000 là cực kỳ ổn. Và mình sẽ nói về một số những nút bấm. Khi nhìn đằng sau chúng ta sẽ có rất nhiều nút bấm, thì tổng cộng là 2, bởi vì 2 trở lên là số nhiều rồi. Thì cái nút on up để các bạn có thể bật tắt chuột, và khi bật tắt chuột thì về cơ bản nhé, là nếu khi các bạn cắm vào máy tính các bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian thì chuột vẫn có thể tự động vào chế độ sleep. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tắt hẳn đi để các bạn mang đi mang lại, cái chuột rung rinh sẽ không làm chuột lại bật lên tốn pin, thì hoàn toàn có thể chọn nút on up. Và một núm nữa ở đây thì khi bạn gạt cái núm ấy sang, đó sẽ bật led RGB. Đấy, em chuột này có led RGB. Led RGB sẽ đến ở cái logo của DU và xung quanh viền của em chuột này nữa. Tuy nhiên các bạn cần phải lưu ý rằng nếu như bật led RGB thì thời gian sử dụng tối đa của em nó chỉ rơi khoảng chừng 18 tiếng mà thôi. Còn nếu như không bật led RGB thì thời gian sử dụng sẽ rơi khoảng chừng 30 tiếng. Tức là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một tuần xong mới sạc một lần nếu như thời gian sử dụng các bạn không quá nhiều. Còn nếu sử dụng nhiều thì có thể một tuần sạc hai lần và không bật led RGB. Còn về các nút bấm khác thì đây, chúng ta vẫn có nút back forward, chuột trái, chuột phải, cuộn chuột và cái đây là phím tăng giảm DPI. Thì DPI tối đa của em này theo như hãng công bố ở đây thì DPI cao nhất là 10.000 DPI. Thì ra thì mỗi người một nhu cầu thôi, người sử dụng nhanh cũng chậm, thế nên 1.000 DPI đối với mình còn hơi thừa ấy. Còn về cái form thiết kế của em nó sẽ là form thiết kế đối xứng khi mà hai bên gần như là bằng nhau. Tuy nhiên thì vì phím back and forward nằm ở bên tay trái đây, thế nên những người dùng tay phải sẽ sử dụng thuận tiện nhất. Còn đối với mình là một người sử dụng chuột được bằng cả tay trái và tay phải, và nếu như đây là cái nhu cầu sử dụng chuột bằng tay trái thì các bạn sẽ phải cần làm quen khi mà bấm phím back and forward sao cho nó hiệu quả nhất. Và đây mình sẽ bấm cho anh em nghe thử này. Đấy, đây là về cái cảm giác bấm. Và mình thích một điều nữa ở trên em DU này, đó chính là về cái phím gọi là tăng giảm DPI ở đây. Nó là phím dạng gạt, các bạn hoàn toàn có thể ấn một lần cũng được, nhưng hoàn toàn có thể gạt lên và gạt xuống. Đây, cái điều này giúp cho điều chỉnh DPI được một cách tốt hơn. Còn nhựa của em nó sử dụng nên xung quanh đây, đó chính là nhựa ABS thôi. Thì cái lớp nhựa này sau khi sử dụng thì chắc chắn sẽ bị bóng lên. Thế nên nếu như mà muốn em chuột được gọi là đẹp nhẽ nhất có thể khi mà sử dụng thì các bạn nên lau chuột thường xuyên, một tuần có thể lau em nó một lần để có thể giữ được cái vẻ đẹp của nó tốt nhất. Còn về mặt cân nặng thì sao? Ở đây mình đã có mang đến được một mẫu cân để có thể cân trực tiếp em nó luôn. Thì đây là một mẫu cân điện tử. Anh em yên tâm, cân này cực kỳ chuẩn luôn, chuẩn từng miligam một. Và đây sẽ là khi mình đã sạc pin rồi, mình sẽ không cắm dây vào nhá, bởi vì đây là một chuột không dây. Và cân nặng của em nó là 106g đi. Thì nếu anh em thấy 106g có phải mẫu chuột không dây nhẹ không? Đây là tùy ý kiến đánh giá. Và mình sẽ chuyển sang một em chuột khác, một phân khúc giá cao hơn.
đây là phân khúc 500.000 và chúng ta sẽ đến một phân khúc khác. Mình sẽ đến mẫu chuột đến từ Logitech. Nhìn sơ qua thôi là anh em biết được đây là được em thiết kế từ em nào rồi. Và cái mẫu chuột gaming Logitech G304 này sẽ có mức giá tùy từng nơi anh em mua. Những chỗ anh em mua có thể thấp hơn một chút, khoảng 700-800.000, loanh quanh khoảng chừng 800.000 đổ lại thì chúng ta có một mẫu chuột không dây G304. Nếu mà nhìn sơ qua một thiết kế và mình share đi thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng đây là em chuột Logitech G102. Đúng, chính xác, đây chính là em Logitech G102 phiên bản không có dây. Về phần cách đóng hộp thì với phiên bản có mức giá không quá cao đến từ Logitech nên cái đóng hộp cũng tương đơn giản thôi. Và khi mở ra chúng ta sẽ có ở đây là sách hướng dẫn sử dụng, thì gần như là các bạn sẽ chẳng bao giờ đọc rồi, mình chắc chắn luôn. Một cái sticker của Logitech, tất cả các sản phẩm của Logitech sẽ đều có một miếng sticker để các bạn có thể dán kèm. Mình dán vào màn hình xong mình bán cả màn hình đi, trời ạ. Chúng ta sẽ có ở đây là một cái sợi dây. Em này có pin mà, nhưng mà cái sợi dây này sẽ đóng vai trò như là một cổng USB nối dài. Lý do có một cổng USB nối dài ở đây là gì? Là các bạn hoàn toàn có thể cắm đầu receiver vào cái đầu em này và để gần chỗ nhất có thể để kia ấy, để giảm cái độ trễ của những em chụp Logitech. Bởi vì chụp Logitech những cái dòng như kiểu là G304 trở lên này chủ yếu là dòng phụ nhu cầu gaming, thế nên vấn đề độ trễ cần phải được giải quyết một cách triệt để. Chúng ta sẽ được tặng kèm đó chính là một cục pin AA với thời lượng pin sử dụng loanh quanh khoảng chừng, mình nhớ không lầm, là 250 giờ. Đây thì mình xem lại, đúng, thời gian sử dụng tối đa là 250 giờ trước khi cục pin nó dẹo. Còn nếu như mà anh em sử dụng những viên pin khác, ví dụ pin con thỏ, thì thời gian sử dụng thấp lắm. Mình khuyên anh em nếu như viên pin có sẵn mà hết thì nên đầu tư những viên pin nó xịn xịn hơn một chút, đắt hơn pin con thỏ khoảng gấp đôi gấp ba thôi mà cái thời lượng sử dụng pin chắc chắn là sẽ cao hơn. Còn về bên trong đây, đấy, giống chưa, giống hệt G102. G102 có gì thì em này cũng có vậy. Không, em này phần logo của Logitech thì sẽ không có LED đâu. Là khi phần mở ra bên trong, đấy, mở ra chúng ta sẽ có đây là một chỗ đựng pin, sẽ chỉ cắm được duy nhất một viên pin AA và một cái đầu receiver để có thể kết nối dữ liệu. Và em này sẽ có công nghệ Light Speed, tức là giảm tối đa cái độ trễ khi mà so với những em chuột khác. Mình sẽ nói một chút về cái trải nghiệm sử dụng. Đầu tiên thì đây là em chuột sử dụng đối gọi là cách thiết kế đối xứng, thế nên tay trái và tay phải hoàn toàn có thể sử dụng được. Tính back and forward sẽ làm nhỏ lại bởi vì thiết kế của em chuột này tương đối nhỏ gọn và nằm vừa trong lòng bàn tay mình. Đằng sau chúng ta sẽ có một nút gạt để chúng ta có thể bật tắt chuột. Thì đối với chuột của Logitech, sau một thời gian các bạn không sử dụng khoảng chừng 5-10 phút gì đấy thì chuột sẽ rơi vào trạng thái nghỉ và để chuột có thể hoạt động trở lại, các bạn không phải bấm, các bạn chỉ cần cầm chuột di nhẹ phát thôi là chuột sẽ hoạt động lại ngay lập tức. Còn về cái chất lượng hoàn thiện thì mình đánh giá là tốt. Các bạn đang băn khoăn là liệu khi mà các bạn chơi game ấy thì khi mà bẩy chuột mạnh quá cái ốp đằng sau lưng có bị bật ra hay là không, thì câu trả lời là không. Đây thì mình sẽ bẩy cho các bạn xem. Khi mà mình bẩy chuột đây, bẩy mạnh trên bàn hay là mình tì mạnh xuống cũng không bị. Nếu mà muốn mở được cái phần ốp đằng sau ra, các bạn phải dùng đây coi con phím 3 chấm được ấn mạnh tay một chút thì khi đấy cái phần ốp nó mới bật ra. Còn khi mà sử dụng chắc chắn là sẽ không có chuyện bật ra đâu, trừ khi các bạn đập chuột thôi thì nó mới bật ra rồi. Và nhựa được cấu tạo của em này cũng là nhựa ABS luôn. Và nếu như tay bạn là một người da nhiều mồ hôi tay giống như mình thì cái logo của Logitech này sau khoảng chừng 2 tháng sử dụng thì sẽ có hiện tượng bay màu. Đấy là những tay bạn nào mà có mồ hôi, còn những tay bạn nào không mồ hôi thì dĩ nhiên em nó sẽ khó bay màu hơn. Còn về cái cảm giác sử dụng là tương đối tốt và mình sẽ bấm một chút để cho các bạn nghe thử cái tiếng của em nó. Và đối với chuột của Logitech thì một số bạn đang thắc mắc là sau một thời gian sử dụng thì liệu em nó có bị double click hay không, thì cái này thì tùy vào cách các bạn sử dụng thôi. Và nếu như có bị cái tình trạng double click thì hoàn toàn có thể gửi trung tâm bảo hành của bên mình hoặc là gửi qua Logitech thì họ sẽ đổi mới ngay lập tức, em không phải băn khoăn lo lắng đâu. Mình sử dụng vài mẫu chuột của Logitech rồi nhưng mà chưa mẫu chuột nào bị double click cả. Mình thấy nhiều anh em kêu nhưng mình vẫn chưa gặp, không biết là sau một thời gian nữa mình sử dụng thì mình có gặp hay không. Lúc đấy thì chúng ta sẽ làm một video khác nhá. Về mặt cân nặng thì ngay bây giờ mình sẽ cân em nó lên và mình sẽ cắm pin và bỏ receiver ra. Bởi vì receiver thực tế ra thì nó cũng chỉ nặng khoảng chừng 2g thôi, nhưng ta cứ bỏ ra để sao cân nặng cho được tốt nhất. Và mình sẽ sử dụng một cục pin AA để có thể nhét vào và cân em nó lên. Đây, xem em nó nặng bao nhiêu gram. Em nó nặng 99g, khoảng 99-100g khi mà chúng ta cắm pin. Còn nếu như mà không cắm pin, để xem em nó nặng bao nhiêu gram nào. Yên tâm nhé, không cắm, cân cho vui thôi chứ không cắm pin thì không phải giỏi mà sử dụng. Nếu như không có pin thì sẽ rơi vào khoảng chừng hơn 70g. Mẫu chuột tương đối nhẹ đấy. Một chút nữa mình sẽ mang lên cho anh em một chuột còn nhẹ hơn nữa cơ. Nhưng đấy là câu chuyện một chút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đặt em nó sang một bên và chuyển sang một mẫu chuột khác. Thì đây là phân khúc giá dưới 1 triệu đồng, một mẫu chuột 500, mẫu chuột 800 rồi. Chúng ta sẽ đến với phân khúc giá cao một chút đi. Thì ở đây mình đang có một em chuột đến từ một hãng mà anh em bảo rằng người có tiền có thể mua được. Đây
là em chuột Basilic đến từ Razer, rắn ba đầu. Tất nhiên thì ngày xưa anh em bảo là muốn mua một mẫu chuột này, một mẫu bàn phím hay tai nghe của Razer, phải những game thủ nhiều tiếng mua được. Thế nhưng em này sẽ mức giá khoảng 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu các bạn đã có thể sở hữu được một sản phẩm Razer, và đây còn là một phiên bản không dây nữa. Và mình sẽ mở hộp em nó. Về cách đóng hộp thì khá đơn giản thôi, không có gì quá cầu kỳ. Toàn bộ cái bên trong sẽ để ở đây. Ở đây thì như thường lệ chúng ta sẽ có sách tập sách hướng dẫn sử dụng này, một thư cảm ơn của lãnh đạo của Razer, cảm ơn các bạn đã sử dụng của Razer, các thứ. Mình phét ấy, mình không biết nó ghi gì đâu. Như thường lệ chúng ta sẽ có hai sticker có logo của Razer để có thể dán được vào những cái thiết bị các bạn mong muốn. Đây là những cái phụ kiện theo kèm. Và chúng ta sẽ đến cái phần chính đi. Ở đây sẽ có được một em chuột, một viên pin tặng kèm hết. Chúng ta sẽ không có những cái cổng USB nối dài. Và nếu như bạn nào muốn sử dụng chuột kiểu là độ trễ thấp nhất thì hoàn toàn có thể mua sợi dây USB nối dài. Thật ra USB nối dài có mức giá không quá cao đâu, chỉ khoảng mấy chục nghìn mà chúng ta đã mua được rồi. Cái này các bạn có thể tự mua, có thể là hãng đóng hộp vậy để cho hộp nó được nhỏ gọn hơn. Và đây là em nó. Thì em này được thiết kế theo form công tái học và chỉ dành cho người thuận tay phải thôi. Ví dụ kiểu tay trái mà cầm thì trông kiểu này, trông nó buồn cười thật sự. Cái này chỉ có những người dùng thuận tay phải thì mới có thể sử dụng một cách thoải mái thôi. Và đây là cái phần thiết kế của em nó. Đây, gạt nhẹ qua thôi, bạn nhìn này, mình đẩy nhẹ ra này, đã mở ra rồi. Thì bên trong chúng ta sẽ có một cái receiver, và ở đây là sẽ có một viên pin nữa. Thì cái điều băn khoăn nữa của mình đó chính là khi mà sử dụng chơi game, cái cách gạt của mở của em nó ra rất dễ này, đẩy nhẹ tay là em bay ra rồi và được hình thành nam châm. Thì liệu khi chơi game có bị bật hay không? Tất nhiên câu trả lời vẫn sẽ là không rồi. Bởi vì khi chơi game, thông thường theo hướng tay của chúng ta sẽ hay gọi là tì xuống bên dưới. Thì tì xuống thì chắc chắn sẽ không bao giờ bay được phần ốp này ra. Bởi vì là cách mở của em nó là được đẩy từ dưới lên cơ mà, thế nên sẽ không phải lo lắng đâu. Và vì em Razer Basilic này sẽ có mức giá rơi khoảng 1,2 triệu, thế nên các bạn sẽ có thêm cái phương thức kết nối không dây nữa, đó chính là Bluetooth. Ngoài sử dụng receiver để kết nối thông qua giao thức 2.4 thì chúng ta sẽ có thêm Bluetooth để có thể sử dụng cho những cái thiết bị như kiểu điện thoại, máy tính bảng, đồ kiểu iOS, đồ của iPhone bây giờ, của Apple ấy, cũng đã sử dụng được cái Bluetooth này. Khi bạn kết nối lên sử dụng iPad cũng đã xuất hiện chuột rồi, nên em này hợp lý để mua đấy. Và một cái điều nữa liên quan đến cái cách sử dụng của em nó, thì ở đây theo như cái cảm biến được công bố ở đây là cảm biến Razer Optic 5G, nói chung là gọi chung chung ấy thôi. Những mỗi hãng sẽ có một cách gọi cảm biến hơn. Thì cái cảm biến này sẽ cho cái tốc độ phản hồi là tương đối tốt. Về mặt đánh giá rơi khoảng chừng hơn 1 triệu đồng để tìm mẫu chuột để các bạn có thể chơi game, các tựa game mobile và FPS, thì em này hoàn toàn vẫn có thể đáp ứng một cách thoải mái. Nếu bạn là một game thủ try hard thì có thể cân nhắc lựa chọn những mẫu chuột khác, hoặc là sử dụng cái đầu USB nối dài để receiver gần em chuột nhất có thể, thì khi đấy cái trải nghiệm sẽ là tốt hơn. Còn về cái thời lượng pin của em nó cũng cực kỳ ấn tượng, khi mà thời lượng pin với chỉ một viên pin duy nhất, đầu tiên em biết là bao nhiêu không? 450 giờ. Tức là các bạn hoàn toàn có thể 4-5 tháng hoặc nửa năm thay pin một lần, nửa năm thay pin một lần cho một cái sự bộ em chuột hoàn toàn cho nhu cầu gaming là hoàn toàn hấp dẫn. Và còn về cái cảm giác bấm thì như nào, đây mình sẽ bấm cho anh em nghe này. Mình sẽ có một số nhận xét này, do phím chuột trái, chuột phải, phím back and forward sẽ có cái thiết kế bấm là tương đối tốt và cái tiếng bấm là rất đanh. Tuy nhiên, đấy, đây là một điểm hay hơn này, cuộn chuột thì lại có tiếng kêu vô cùng nhỏ. Em thấy không? Khi mà mình để chuột ở trên bàn và mình sử dụng xa xa một chút này, mình cuộn chuột thì mình sẽ cảm nhận được là tay mình cuộn thôi, chứ mình sẽ không, hầu như không nghe tiếng. Và cái cuộn chuột này cũng có kiểu là làm giống cái hình bánh xe, trông nói chung mình khó miêu tả, nhưng mà sẽ không đặt hoàn toàn mà sẽ rỗng một chút ở bên trong để giảm trọng lượng của em nó. Và đây, mình đã lắp sẵn viên pin rồi, thế nên mình sẽ cân thử em nó lên cho các bạn. Khi mà tính chuột cả pin, mình vẫn cắm receiver bên trong, mình sẽ bỏ receiver ra cho trực quan. Mà anh em đừng lo lắng kiểu bị receiver nhé, receiver cắm, anh em cắm pin mà rút không ra đâu, phải tháo pin ra thì mới rút cái receiver ra. Thì khi mà có cả một viên pin bên trong thì cân nặng của em nó sẽ rơi vào khoảng chừng là 111 gram, nó loanh quanh mức đấy. Mỗi lần cần một viên pin khác thì trọng lượng sẽ khác nhau. 111 gram cho một em chuột không dây thì một, tức là đây mà em chuột có thể nặng nhất trong ba em chuột rồi, nói chung là nặng hơn mấy gram thôi, cũng chẳng phải điều mà mọi người cần phải bận tâm đâu. Còn về cái thành phần nhựa của em nó thì sao? Nhựa thì dĩ nhiên vẫn sẽ là nhựa ABS rồi, nhưng mà nhựa ABS 3 phần ốp này, chuột trái, chuột phải và phần kê tay ở đây, phần đặt cái mu bàn tay chúng ta lên thì sẽ được làm sần đi một chút. Sau một thời gian dài sử dụng thì dĩ nhiên em nó vẫn bóng hơn. Tuy nhiên khi mà được làm sần này thì cảm giác bám tay sẽ chắc hơn,
xung quanh ở hai bên đây. Bên đây thì mình sờ, mình cũng hỏi một số người rồi, họ cũng không chắc rằng đây là nhựa hay là cao su nữa. Tuy nhiên với cái cách thiết kế dạng sần thì chúng ta khi mà để tay vào này và di chuột mạnh, kể cả một người da mồ hôi tay nhiều như mình gì vẫn không bị trượt. Đây 1.2 triệu thì đây Razer Basilic Hyper Speed, nghe kiểu xịn nhỉ, Hyper Speed luôn. Và để tiếp tục cho những cái series nhà giàu, mình sẽ lựa chọn ra được một em Razer nữa. Thì đây là Razer Dead Adder V2 Pro. Em này sẽ có mức giá khoảng hơn 2 triệu đồng tùy từng nơi các bạn mua. Thì xịn lắm, được Razer mà. Và cách mở hộp em nó này, nhìn cũng hay này, nhìn này, mở được hết. Và lấy cái hộp ra, rồi xong. Cái đóng hộp khá là thú vị, để thú vị nhất trong bốn em chuột mà mình mang tới rồi. Thì ở bên trong chúng ta sẽ có khá là nhiều thứ phụ kiện đấy. Thì ở đây sẽ có một cái đầu, một cái cục. Thì cái cục này sẽ có tác dụng là để biến thành một cái đầu với bên nối ra. Các bạn thấy không, đầu này các bạn có thể cắm receiver. Và cái đầu này sẽ là một cổng micro USB. Em này sẽ không sử dụng Type-C đâu, vẫn sẽ sử dụng micro USB thôi. Cái túi đựng chuột thì đầu tiên mình tưởng túi bằng nhung cơ, khi mà sờ vào thì không phải, chỉ là một cái túi đựng chuột thông thường thôi. Thì nghĩa Razer hoàn toàn có thể cải tiến lên một túi bằng nhung. Và việc là hơn 2 triệu mà chúng ta có thể mỗi chuột trông nó xịn xò hơn. Nó sẽ có thêm, đó chính là một sợi dây micro USB nữa. Thì cái sợi dây micro USB này chúng ta sẽ vừa đóng vai trò là sạc cho em chuột này, bởi vì bên trong sẽ không kèm pin. Và cái thứ hai nữa, các bạn hoàn toàn có thể sẵn thiết bị di động hoặc là cắm vào cái đốc tặng kèm để biến thành cổng USB nối dài, để giúp cho chuột sẽ có độ trễ thấp hơn. Và sẽ bỏ phần hộp sang một bên, tập trung chính vào em chuột này. Khi nhìn vào phần mặt sau trước đi, mình sẽ nói về phần mặt sau. Mặc dù đây là một phiên bản chuột có mức giá khoảng, mình nhớ khoảng 2 triệu, 2 triệu 2 gì đó, rồi giờ Dead Adder V2 Pro. Thế nhưng cái phụ kiện trong bên trong theo kèm của em này vẫn chưa phải là tối đa. Ở đằng sau các bạn sẽ có thêm một cái đốc, cái trụ trò cắm đốc sạc nữa với phiên bản cao hơn, hoặc là các bạn có thể mua rời cái đốc sạc của em nó. Và các bạn có thể sạc chuột không dây, các bạn sẽ không phải lủi hủi cái cắm cổng micro vào nhìn xem cắm chuẩn chưa. Mua cái đốc sạc về các bạn chỉ cần đặt chuột lên thì khi đấy chuột sẽ tự động sạc luôn. Và thời lượng pin của em này cũng khá là ấn tượng đấy, mình nhớ không lầm là khoảng 180 tiếng mỗi ngày. Các bạn chơi 10 tiếng thì khoảng tháng các bạn sạc khoảng chừng 1.5 lần, hoặc là dùng ít hơn, chơi game ít hơn, có thể sử dụng bình thường thôi thì một tháng các bạn có thể sạc 1 lần, thì cũng là một cái dung lượng pin khá là ổn, mà trọng lượng chuột cũng không quá nặng nữa. Mình nghĩ mình sẽ cân luôn đi, mình hơi tò mò về em này đấy. Mình sẽ cân luôn em nó, à đâu, quên mất, chúng ta vẫn phải bỏ receiver nữa. Đấy, và cân nặng của em nó là khoảng 87 gram, khá là nhẹ đấy chứ, chúng ta không cắm pin với cân nặng như này. Mình sẽ nói tiếp tục về phần đằng sau đi. Chúng ta sẽ có một khu vực riêng dùng để đựng receiver. Đây là cái receiver của em nó, và dĩ nhiên vẫn có Bluetooth để các bạn có thể kết nối. Thì cách đặt receiver như này thì một số bạn sẽ cảm băn khoăn là liệu có bị rơi ra không. Đây, không rơi nhá, mình đặt vào nhá, không rơi. Nên các bạn sẽ không phải lo, nếu như chẳng may có mất tấm chắn thì receiver cũng khó để rơi ra, còn cậy dĩ nhiên nó vẫn sẽ ra rồi. Và sẽ có thêm, đó chính là tính năng profile, tức là các bạn hoàn toàn có thể thiết lập DPI trên em chuột này. Một số những cái mẫu chuột khi các bạn rút ra, các bạn sử dụng những cái thiết bị khác thì cái DPI sẽ có sẵn ở bên trong thôi, và chúng ta những cái tùy chỉnh sẽ không còn theo em chuột này nữa. Thì đối với em Razer Dead Adder V2 Pro này, nó sẽ có sẵn profile, tức là khi các bạn rút em chuột này ra, các bạn thiết lập trên máy tính của bạn sẵn rồi, các bạn mang đến công ty hoặc là các bạn mang ra quán net, các bạn sử dụng, các bạn cắm vào, thì cái thiết lập đấy sẽ vẫn đi theo em chuột này, các bạn sẽ không cần phải lo là phải thiết lập lại từ đầu, sẽ phải tốn thời gian. Còn về cái form thiết kế của Razer Dead Adder Pro thì các bạn cũng đã quen quá nhiều rồi, các phím chuột trái chuột phải được hoàn thiện rất tốt. Nói chung là chắc chắn sẽ không thể nào có chi tiết thừa trên những em chuột mức giá lên đến 2 triệu đồng rồi. Và một điều nữa đó chính là về cái phần LED. Em có LED RGB nhá, LED sẽ xuất hiện ở logo của Razer. Thì LED này các bạn có thể sử dụng phần mềm Razer để có thể điều chỉnh. LED sẽ có nhiều màu, bạn nào mà kiểu muốn theo kiểu truyền thống của Razer thì hoàn toàn có thể chuyển LED sang màu xanh, nó hoàn toàn phù hợp. Còn đây là phím tăng giảm DPI này, cuộn chuột này, cuộn chuột cực kỳ êm và mịn luôn, chắc chắn em này sẽ là cuộn chuột êm nhất rồi. Còn phím chuột trái và chuột phải gõ không quá đanh đâu, không đanh giống như những em chuột khác, thế nhưng cái cảm giác bấm là rất tốt. Và em chuột này sẽ có form thiết kế là form công tái học, thế nên những bạn nào sử dụng ấy, phải là những bạn nào có tay to một chút thì sử dụng em này sẽ cực kỳ thoải mái. Tay mình là một người con trai nhưng mà tay hơi nhỏ nên sử dụng em này kiểu vẫn hơi với một chút này. Đấy, các bạn thấy không, thì mỗi mẫu chuột sẽ có một cái thiết kế khác nhau để sử dụng cho mỗi một cái đối tượng người dùng khác nhau. Và đây là em chuột Razer Dead Adder Pro. Thế đấy là 4 mẫu chuột mình đã mang tới dành cho anh em. Thế nhưng mình sẽ không chỉ dừng lại 4 mẫu chuột, bởi vì mình đã nói
chúng ta cần một cái góc làm việc cực kỳ đơn giản. Thế nên mình sẽ mang tới cho các bạn một mẫu chuột cũng đơn giản, tức là simple. Simple mới vô địch major mà. Rồi, đây là em chuột Logitech Pro Super Light. Rồi, nghe thế kêu rồi. Những cái game thủ chuyên nghiệp mà anh em xem giải PGL Major Stockholm mới trước đây thôi, cách đây khoảng chừng có 1-2 tuần gì đấy, thì anh em sẽ nhìn thấy hầu hết các game thủ ở đội tuyển Navi đều sử dụng chuột Logitech hết. Và để sử dụng cái mẫu chuột này, em này thì có thể được nói là em chuột gaming nhẹ nhất thế giới. Và nếu như anh em quan tâm thì anh em có thể search tên em này ở trên trang chủ của Logitech, và Logitech sẽ ghi một dòng chú thích cực kỳ ngắn gọn: không có đối thủ. Đời không đối thủ. Và mình sẽ cân em chuột này cho các bạn xem. Và em chuột này nặng khoảng chừng 6 microgram. 6 microgram ở đây là do mình chưa tháo cái receiver bên trong. Cái receiver bên trong ở đây, cái receiver này, anh em biết nó nặng bao nhiêu? Nặng hơn 1 gram thôi. Thế nên em chuột này được quảng cáo nặng 60 gram thôi. Wow, cực kỳ tuyệt vời. Các bạn sẽ băn khoăn là cái mẫu chuột trông nhẹ này, trông kiểu khá là đơn giản, thì liệu có đảm bảo cái sử dụng được tốt hay không? Thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái phần để receiver nữa. Ở đây chúng ta sẽ có hai miếng nam châm và trông cái miếng nhựa lắp vào cũng rất mỏng, nhưng mà cái hút đấy, anh em nếu mà đặt kiểu đặt vớ vẩn vào thì em hút nó trông rất nhẹ thôi hả? Trông à? Trông kiểu nó lung lay. Nhưng nếu như anh em đặt chuẩn này, đặt chuẩn nhá, đây mình đặt lung tung nhá, vẫn dính thôi, nhưng mà sẽ không chặt. Nhưng nếu mình đặt chuẩn này, đặt gần vào một chút thôi, tự hút vào luôn, cực kỳ chắc chắn. Và khi bạn lấy ra cũng rất dễ dàng. Đằng sau thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có một phím gọi là đây, bật tắt, cực kỳ đơn giản luôn, đúng là kiểu nhìn quá đơn giản. Và sẽ có hai phít chuột lớn, và hai phít chuột này được làm một loại nhựa đặc biệt có tên gọi là gì, nhớ là FTPA gì đó, là một loại nhựa có cái tính ma sát và chống mài mòn cực kỳ cao, xếp thứ hai trên thế giới thì phải, chỉ sau mỗi kim cương. Thế thì quảng cáo là thế, còn thực tế sử dụng thì là tùy nhu cầu mỗi người thôi. Và em này sẽ không có led RGB nhé, bởi vì đây là mẫu chuột không dây được nhắm đến, đó chỉ là sử dụng nhẹ và đơn giản, simple mà. Và cái phím nó sẽ có những cái phím cơ bản như là phím back and forward này, chuột trái, chuột phải và cuộn chuột. Và chúng ta sẽ không có phím tăng giảm DPI. Mình đấy, cái nhìn đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn muốn tăng giảm DPI thì bạn có thể sử dụng phần mềm của Logitech để có thể tăng giảm cho em nó. Và chúng ta sẽ có một cái đầu sạc dành cho em nó. Và thời lượng pin thì đối với cái công nghệ Super Light, chuột siêu nhẹ và công nghệ Light Speed của Logitech, thì cái thời lượng pin nếu như các bạn bật full toàn bộ những cái công dụng của em nó lên, dĩ nhiên phải bật full rồi, em chuột này để chuyên game mà, thì mình nghĩ là thời lượng pin rơi khoảng chừng 180 tiếng, loanh quanh mức đấy. Các bạn có thể nửa tháng sạc một lần, mình nghĩ là nếu mà sử dụng nửa tháng sạc một lần sẽ là hiệu quả nhất. Còn về những cảm giác bấm thì không cần phải bàn cãi nữa, em này sử dụng quá sướng. Và sử dụng các bạn có thể vẩy được như simple hoặc không. Cả 5 mẫu chuột mình mang đến là trong video ngày hôm nay sẽ có 5 phân khúc giá khác nhau. Đối với mẫu chuột em DU đi sẽ có mức giá khoảng 500.000. Tất nhiên đối với nhu cầu sử dụng thông thường, các bạn lướt web, xem phim hay sử dụng làm các tất cả các thao tác thông thường thì em nó sẽ đáp ứng được cực kỳ tốt. Còn nếu như mà chơi game thì chắc chắn em nó sẽ có độ trễ là cao nhất, bởi vì là chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi quá nhiều trong một phân khúc giá chỉ khoảng 500.000 đồng. Có một thiết kế đẹp này, cực kỳ đẹp nhé, có led RGB, hoàn thiện tốt mà có độ trễ còn không cao nữa, 500.000 thì khéo có một quách vật. Và nếu như bạn nào mà thích sử dụng những cái mẫu chuột không dây để mà chơi game giống như các game thủ chuyên nghiệp đấy, em chuột này được các game thủ chuyên nghiệp sử dụng này, Simple này, BXN này, kể cả Nuguri nữa cũng sử dụng em chuột Logitech không dây, thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Thì đây là em Logitech Z Pro Wireless Super Light, nghe tên hơi dài, thì em nó chắc chắn là sẽ có cái độ trễ thấp nhất. Còn các bạn nếu mà không thích Logitech chẳng hạn, các bạn bảo là Logitech mình không thích Logitech, mình thích rắn ba đầu cơ, thì có thể lựa chọn những cái mẫu em chuột đến từ Razer. Chúng ta sẽ có Basilisk sẽ mức giá khoảng 1.2 triệu này, hoặc có thể sử dụng SSTV 2 Pro khoảng hơn 2 triệu đồng. Hoặc là nếu mà vẫn thích Logitech nhưng mà mức giá tiền đầu tư không quá cao thì G304 cũng là một sự lựa chọn cực kỳ tốt để các bạn cân nhắc, chỉ khoảng dưới 800.000 đồng thôi, cực kỳ ngon. Và các bạn có muốn mình làm thêm về những cái mẫu bàn phím cơ gaming trong phân khúc giá từ thấp cho đến cao hay không, đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.